Thì trong hai phần mềm cuối mà em muốn giới thiệu ở trong với mọi người thì nó đều là nằm ở trong Office 365 cả. Người ta thì cả ba phần mềm đều nằm ở trong Office 365. Lúc nãy em nói về OneNote. Bây giờ chúng ta còn hai phần mềm có hai phần mềm nữa đó là Sway với cả Form. Thì trong Sway nó sẽ nằm ở trong khi mọi người login vào trong Office 365 đấy ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong danh sách các phần mềm chúng ta sẽ có Sway ở đây. Chúng ta sẽ vào. Và đây là giao diện của phần mềm. Những mục chính mà mọi người cần để ý đến thì đó sẽ là ở mục New ở trên này và mục Feature Sway. Ở giữa này thì đó là các sway mà chúng ta đã tương tác với. Và mọi người có thể ghim một cái sway mà chúng ta hay sử dụng ở trên này. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn khi chúng ta muốn tạo lập một sway mới. Sway thì hiểu đơn giản ta khi là nói về trình chiếu đúng không ạ? Thì mọi người hay nghĩ ngay đến là PowerPoint. Mọi người hay nghĩ ngay đến là PowerPoint. Người hay nghĩ ngay đến là PowerPoint. Mà đôi khi thì khi mà chúng ta không có nhiều thời gian đúng không ạ? Về việc nhìn một cái PowerPoint trắng tinh để có thể tạo lập ra một cái bản trình chiếu và nhìn nó đẹp thì cũng sẽ tương đối là mất thời gian. Thì Sway nó sẽ là công cụ chúng ta có thể hiểu một phiên bản rút gọn của PowerPoint với ít các lựa chọn hơn nhưng mà sẽ có nhiều những lựa chọn được lập sẵn để chúng ta có thể nhanh chóng tạo lập ra một bản thuyết trình. Ở đây chúng ta sẽ có một số lựa chọn ở trên mục thành New này nhé. Chúng ta sẽ có New Blank Sway. Cái này là sẽ khi mà người bấm nó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái Sway 0 với tinh và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện việc thiết kế các slide trình chiếu ở trên này. Tiếp theo chúng ta có mục là Start from a document. Mục này khá là hay. Ví dụ như mà mọi người có một cái file Word ở đây chẳng hạn, mọi người có thể tải lên đây và Sway sẽ dựa trên cái file Word document đấy và sẽ tạo ra một cái phần trình chiếu cho mọi người. Em sẽ ví dụ nhé. File Word của em nó như thế này, nó chỉ có chữ thôi, chưa có hình ảnh, chưa có một cái gì cả. Đánh trên file Word này thì Sway nó đã tự nhận dạng được ở trên này và nó tạo ra cho mình một cái Sway mẫu với một số các hiệu ứng mà chúng ta có thể dựa trên file đó và chúng ta edit nó. Đấy. Bình thường thì Sway sẽ tự nhận dạng những cái yếu tố như là bảng thì nó sẽ chuyển những cái yếu tố đó thành thành hình ảnh. Thì ở đây ví dụ như mọi người có thể nhìn đó là cái bảng em đánh trên Word này thì nó sẽ chụp lại hình ảnh, nó tạo thành cái hình ảnh ở trên này. Đó. Còn đối với các yếu tố như là chữ bình thường thì nó sẽ đánh hết vào trong các cái tranh trình chiếu dạng chữ cho mình. Đấy là mục Start from a document thì cũng có thể sẽ rất là hay nếu như mà chúng ta đã có một cái tài liệu nào đấy chúng ta đã có chuẩn bị sẵn rồi và bây giờ mọi người chỉ muốn biến nó thành một cái slide trình chiếu thôi mà chúng ta không muốn phải ngồi đánh lại trên PowerPoint thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Bây giờ em sẽ giải thích một chút về các yếu tố mà mọi người có thể tạo lập được ở trên Sway. Với mỗi sway trống thì chúng ta lại có một cái gọi là title. Cái mục này thì lúc nào cũng luôn là sẽ sẵn có và chúng ta sẽ không thể xóa được cái trình chiếu này bởi vì nó là một tiêu đề mà. Bây giờ ở mục dấu cộng, đây sẽ là nút để chúng ta thêm các slide, các trình chiếu mới. Đây chúng ta có các lựa chọn, đó là heading. Heading đây thì sẽ là một mục mới. Một mục mới. Nói lại nhé. Ở đây là một cái trình file trình phần trình chiếu title, đây là mục tiêu đề của cái sway của chúng ta. Thì cái này chúng ta lại không thể xóa được. Nó sẽ đánh ở đây là tiêu đề của mọi người. Với đây một dấu cộng chúng ta sẽ thêm các slide trình chiếu mới. Đầu tiên đấy là heading. Heading sẽ là chúng ta sẽ hiểu như là một mục mới. Ví dụ như là trong trình chiếu của mọi người chúng ta có 5 mục chẳng hạn. Mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5.
đây sẽ là một trong các cái mục đấy, đó là cái chủ đề đấy. Đây là tiêu đề, sau đó là dưới bên dưới đó là các chủ đề. Trong các chủ đề này chúng ta có thể add các slide hay là các add các sway nhỏ vào bên trong, tạo để trong một cái chủ đề để có nhiều sway nhỏ chẳng hạn, chúng ta sẽ add vào trong này. Thì đó là phần mục heading. Khi mọi người muốn tạo một heading mới, chúng ta sẽ bấm chọn nó heading. Đấy, mọi người có nhìn thấy là nó sẽ tách hẳn nhau ra không ạ? Đó, đây là từng mục của chúng ta, đó, tức là các chủ đề riêng biệt đó. Bây giờ ví dụ trong các cái mục section, cái slide heading này, chúng ta có thể chèn vào các mục slide nhỏ, ví dụ như là text, đánh chữ. Đây là thế là chỉnh chiếu đánh chữ, chúng ta đã đánh chữ và thể và sẽ tính chỉnh các tính năng như là chỉnh word. Mà các tính năng cũng rất là rút gọn thôi, cũng không có nhiều lựa chọn cho mọi người. Lại có bullet, number, index để nghiêng. Tiếp theo chúng ta có thể chèn ảnh. Chèn ảnh ở đây thì mọi người có thể chọn ở trên search. Search đây là thì nó sẽ sử dụng search của Bing. Bing. Đó, search của trên Bing. Mọi người có thể search image hoặc là video, hoặc là chúng ta có thể chọn ảnh trên OnDrive, Flickr, Bing Image, Pickit, YouTube, hay là mọi người có thể chọn một cái ảnh mà chúng ta đã có ở trong máy tính của mình, chúng ta sẽ tải đến đây. Thì đó là slide về ảnh. Tiếp theo là chúng ta có stack group. Stack group. Đây là ở mục suggest thôi. Đây là phần mục của nó, cái phần mềm này nó gợi ý. Các phần mục nhỏ chúng ta sẽ có ở đây, là có heading 1, heading 2 và text. Nó sẽ giống như hai cái đề mục mà em vừa giải thích đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ có media. Thì là các multimedia như là hình ảnh, video, audio, hay là một đường link nhúng, hoặc là một file mà chúng ta tải lên. Một cái khá là hay ở trên Sway đó là ở group này. Group thì là sẽ tạo ra các nhóm. Các nhóm, nhóm slide. Để giải thích, để có thể thể hiện rõ hơn thì em sẽ tạo ra chọn một cái group ở đây nhé. Em có thể add content vào đây. Đó, add content thì sẽ có các lựa chọn như là text, image, hoặc là video, hoặc là upload. Giống như những cái slide nhỏ đó. Để chọn add một cái text vào đây. Sau đó chọn em add một cái text nữa. Em đang để đây là grid đúng không? Em có thể đánh vào đây một cái nội dung, dùng nội dung gì đó chẳng hạn. Thì hai cái text này nó sẽ được gộp lại vào với nhau và được thể hiện và được trình chiếu cùng nhau và được trình chiếu cùng nhau. Thì đó là các, đó là gọi là định nghĩa hay là cách hiển thị của từng loại slide có trên Sway này. Bây giờ em sẽ quay sang một cái ví dụ mà em đã làm để mọi người có thể hiểu rõ hơn cách thể hiện của nó. Đây là một cái Sway mà em đã đánh rất là nhanh thôi, mất có 5 đến 10 phút. Thông tin đều là có ở trên internet cả. Bây giờ em lại thử chỉnh chiếu cho mọi người nhìn. Về các chủ đề là like of bear, nói về gấu đúng không ạ? Ở đây chúng ta có hai video. Mọi người có thể chạy video thẳng ở trên này. Đường link trên YouTube và tất cả nó đều là ở trên internet mà. Sway cũng có hay nữa, đó là chúng ta tạo một cái slide trình chiếu trên dạng nền web. Dạng nền web là nó ở mạng mà mang tính trực tuyến, lúc nào cũng có thể truy cập được nếu chúng ta có internet. Mọi người khi tập xong Sway thì chúng ta có thể lấy một đường link chia sẻ và chia sẻ đường link đó cho học viên của mình. Học viên có đường link thì có thể vào để xem bất kỳ lúc nào. Không như PowerPoint chúng ta lại phải share. Khi chúng ta dạy chúng ta phải chia sẻ, phải có lúc đến lúc chia sẻ để dạy trực tiếp này, hay là khi mà muốn chia sẻ thì phải gửi file cho học sinh. Đây là những video trên YouTube mà em đã để gộp vào để nó hiện cùng nhau. Với các hiệu ứng này thì là hiệu ứng được Sway tự tạo cho mình thôi. Còn về các hiệu ứng chuyển cảnh thì trên Sway sẽ tự làm cho mình. Mình cũng không như trên PowerPoint, mình có thể chọn đa dạng các hiệu ứng thay đổi. Chọn animation này, trên PowerPoint có rất nhiều cái.
thì ở trên này the way nó sẽ tự tạo cho mình cũng sẽ không thay đổi đến những cái nội dung ở trên đó. Ví dụ như ở đây nói về các loại gấu khác nhau chẳng hạn, thì em có bốn cái ảnh em đã gộp lại vào với nhau, bốn ảnh bốn vài con gấu. Những cái ảnh này thì học sinh hay là chúng ta những người xem nó có thể bấm vào, có thể nhìn rõ cái ảnh đó. Đó, sau khi nhìn xong thì có thể bấm tắt đi thì quay lại chính. Một đấy là một cái cách hiển thị mà SQL đã tự làm cho mình, hay đúng hơn đấy là một cái tính năng có sẵn của SQL. SQL làm sẽ như vậy, khi mà có hình ảnh chúng ta có thể bấm vào thì chúng ta có thể mở rộng ra để nhìn rõ hơn. Đó, đây là cái group dạng như gọi là stack thì phải, stack. Đấy là cách hiển thị của group stack. Có một bức ảnh ở trên và ở dưới sẽ là cái khái niệm chẳng hạn. Đây thì là group dạng grid, lưới để song song hai cái bên cạnh nhau. Đây cũng là chắc là cũng là dạng stack. Đây sẽ là dạng grid để song song hai cạnh nhau, một đây là dạng group dạng grid. Về tất cả những cái hiệu ứng trên cảnh này thì là đều SQL sẽ tự làm cho mình sẽ không thay đổi được những cái đó. Thì đấy là cái cách mà hiển thị khi mà chúng ta chọn play, là khi mà chúng ta chọn trình chiếu đấy. Bây giờ mọi người sẽ quay lại nhìn cái mục Story Line để xem là em đang để phần là đang thiết kế cái slide nó như thế nào nhé. Đây là mục tiêu đề này, là đánh tiêu đề mà chúng ta chọn một cái ảnh ảnh đại diện. Ở đây trong mục ảnh đại diện sẽ có thêm một cái tính năng, khi mà chúng ta chọn ảnh đấy sẽ có một cái tính năng là focus point. Thì là sẽ focus point chúng ta hiểu sẽ là chúng ta muốn tập trung, muốn khi mà chúng ta hiển thị trình chiếu đấy thì cái trên trình chiếu là để tập trung vào cái mặt nào ở trên cái ảnh này. Ví dụ như em có ảnh của hai con gấu chẳng hạn, thì em muốn nó tập trung vào mặt của hai con gấu thì em sẽ chọn chọn thêm chọn hình điểm tập trung vào mặt của hai con gấu đấy. Nếu mà muốn nó tập trung vào cả bức ảnh thì ta chọn mục để cả bức ảnh này là quan trọng, là tập trung vào cả bức ảnh này. Ở dưới này cũng sẽ hiển thị, chúng ta có thể cho mình biết là cách hiển thị ai đó đang dùng trên máy tính bảng hay là laptop nó sẽ hiển thị như thế nào, ai đó dùng trên điện thoại nó hiển thị như thế nào. Đây em muốn nó tập trung vào mặt của hai ông con gấu này, em sẽ để chọn và đây là điểm tập trung. Nó là về tính năng focus point trên này. Bây giờ nói về tính năng gộp nhóm. Gộp nhóm. Như lúc nãy mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Hai video này là nó được thể hiện song song ở trên trên. Đây là để ở nhóm là nhóm grid. Nhóm grid. Chúng ta có thể thay đổi việc thể hiện nhóm bất kỳ lúc nào. Nhóm bất kỳ lúc nào. Chúng ta phải ungroup hai cái này. Hoặc là chúng ta có thể group nó lại với nhau. Giả sử mọi người bấm tạo ra hai cái slide video chẳng hạn. Hay hai video lại. Chúng ta muốn nhóm lại với nhau thì chúng ta có thể làm theo bước là có mọi người nhìn thấy cái dấu lựa chọn đấy không ạ? Chúng ta bấm lựa chọn này. Và chúng ta chọn là group nó lại với nhau. Hoặc là mọi người có thể chọn cái này và sau đó đẩy nó lên. Hay chúng ta chọn này và đẩy nó lên một cái slide bên cạnh hay là những slide mà mọi người muốn group vào đấy. Nó sẽ có hiện ra cái lựa chọn là group. Như vậy chúng ta sẽ nhóm được những cái slide này vào với nhau. Có khi mà chúng ta group hay là bởi bất cứ một cái slide mà không bất cứ một cái slide nào trong này thì sau sẽ có thêm một mục đó là thể hiện emphasis set the emphasis on this card to subtle moderate or intense, là để chỉnh cho cái này cho từng từng slide. Thì cái này nó sẽ hiển nó sẽ quyết định là cái slide đó nó sẽ to hay nhỏ. Nên chúng ta để intense tức là cái slide này nó sẽ to nhất trong số những slide, trong số những cái hình ảnh được hiện ra, trong số những cái hình ảnh được hiện ra. Đó, ở đây là slide heading, chúng ta có lựa chọn focus point thì chúng ta chèn ảnh vào. Đây, ví dụ như ở trong cái group này em đang để là cái ảnh này để hiện sắp chỗ.
là anh này thể hiện tốc độ, anh có thể chỉnh nó lên là intense, thì cái anh này nó thể hiện lên là to nhất. Đây, ví dụ như lúc nãy là em nói về các loại gấu khác nhau chẳng hạn, thì em sẽ có một cái slide heading cho vào trong này, slide heading cho vào trong này, đây là tại slide heading này, để chúng ta chuyển sang một mục mới. Và dưới đó em sẽ em muốn thể hiện ra là có các loại gấu khác nhau chẳng hạn, thì em sẽ tạo ra một cái group mới và chọn, em mọi người có thể chọn thay đổi loại group. À, em đây là em đang để grid để có thể thể hiện các hình ảnh này side by side, tức là để song song cùng một slide đấy. Và chúng ta có thể chuyển sang tạo như là stack cũng được, stack cũng được. Đấy, em sẽ thay đổi và chúng ta sẽ thì nhớ để xem lại xem nó sẽ thay đổi như thế nào. Đây, group này là group stack. Stack nó sẽ là hiện lên song song như là hai cái tấm ảnh chèn lên nhau đấy. Đó, nhưng mọi người không biết còn nhớ không? Giờ chúng ta còn nếu mà muốn xem thêm để nó hiện hiện như thế nào đấy thì chúng ta có thể bật vào play, chúng ta xem nó để trình chiếu như thế nào. Thật ra về các loại group nó cũng không có nhiều loại, chúng ta chỉ có grid, chúng ta chỉ có dạng là chúng ta chỉ có một số dạng như là stack và grid, hoặc không thì mọi người cũng sẽ thể thử lựa chọn automatic stem survey, nó sẽ tự lựa chọn cho mình như thế nào. Thì đó là đó chỉ là các những mục nội dung về cách chúng ta trình bày nội dung, các cách hiển thị nội dung được ở trên Sway. Ở đây chúng ta cũng sẽ có để ý là chúng ta có nút undo hay là undo đấy, giống như ở trên Word đó. Mọi người có lỡ bấm cái gì đó sai chúng ta có thể bấm